Hai các bạn, chiều nay mình có đi giao lưu và cà phê với bạn Vũ ở bên quận 8, bạn chạy Red Food. Thì sau đó bạn đưa cho mình một bịch điện thoại, trong đó có một số máy bạn tặng cho mình. Ở đây, như đây mình có con BlackBerry ha, hai con BlackBerry. Đây là hai con máy bạn tặng, một con Nokia X101 hai sim. Bạn nói cái con này á, một sim nhận một sim không ha, thì mình sẽ kiểm tra trong các cái video kế tiếp coi nó tình trạng như thế nào. Đây là con BlackBerry. Nói chung con này á còn xài được cả hai con luôn. Thì bạn mua bên hội nhóm BlackBerry ở ngoài Hà Nội á. Đây mình kiểm tra thử coi. Rồi, có nguồn nha. Cái phím này phím joystick ở giữa nha, nó di chuyển, nó không có giống như phím cơ của cái con Nokia như 7650 á, phím gạt qua gạt lại á. Cái này nó, cái phím joystick này nó xoay tròn được. Nói chung giá trung bình của con này nghe nói bản mua là tầm 200 mấy á. Bản cho làm kỷ niệm. Đây là con BlackBerry thứ hai. Đây, mình thử khởi động lên coi. Nó có lên nguồn không? Không lên nguồn. Chắc hết pin thôi. Đây, mình đo thử điện áp của pin coi. 20V ha. Đây, nó ký hiệu là chứng âm chứng dương nè. Mình cần lấy đồng hồ VOM mình chích vô. Rồi pin này pin cạn luôn nha. Nó thấp. Cái này mình phải kích pin lên. Mình để vào một bên đi. Con này vẫn đang khởi động. Bạn nhờ mình sửa hai con máy là con, đây là Nokia 301 Dual SIM. Bề ngoài có dán keo ha. Còn bên trong á, để mình kiểm tra coi. Cái máy này bạn báo là nó bị gãy chân sạc. Đây, mình quan sát bên trong á, nó cái mất cái chân sạc ha. Cái cổng sạc này cổng micro USB. Ốc mất luôn nha. Mấy cái miếng khay che bằng nhựa cũng mất luôn. Đây mình tìm một pin của nó để mình kiểm tra coi. À, bên là 4U ha. Bật nguồn lên thử coi. Có rung. Rồi pin yếu là chứng tỏ là cái máy này nó còn nguồn, nó chỉ bị gãy giắt sạc. Rồi mình kiểm tra bung ra luôn. Coi bên trong này có phải bị vậy không ha. Thấy cái máy là bị mất ốc thôi, bốn ốc. Ốc thì mình có nhiều á, mình có thể mình gắn lại cho các bạn, nhưng mà xem kiểm tra thử sơ bộ coi. Kiểm tra bo trước. Rồi. Mình quan sát trên bo nè. Cái chân sạc bị mất luôn ha. Bên đây là bị chóc mạch luôn nha.
chắc trong quá trình mà sử dụng á, bạn cắm mạnh tay quá nó chóc luôn cái chân mát. Còn thấy cái năm cái chân này nè, nó vẫn còn ha. Có gì đó mình si mình làm lại trong video kế tiếp. Rồi, bo bị dơ nha, chỗ này giống như bị có dấu hiệu bị reset á, vô nước. Rồi khám màn hình ra luôn, chấp phím nè, mở ra luôn coi nó còn vấn đề gì không, bo đẹp không. Rồi, nói chung không sao ha. Như vậy là cái máy này á, nó chỉ bị gãy chân sạc thôi. Mình sẽ thay cái chân sạc này micro USB. Đây là con Nokia 301. Thôi, bán cho một số cái cục pin pin phụ BL5G nè, một cục pin của BlackBerry, game chơi tích này khá nhạy nha, BlackBerry này nè. Rồi chắc sơ sơ coi application. Ok, ứng dụng đây. Bữa nào mình vọc coi cái con máy này như thế nào ha. Hàng hiếm một thời á, BlackBerry. Con máy này là con RM1190. Con này là con Nokia 150 dual sim, hai sim. Nói là cái máy hiện tượng là cái loa trong không nghe, loa ngoài micro hoạt động tốt ha. Mình check thử coi. Để gắn sim vô luôn. Không nhận sim ta. Đây mình vệ sinh lại chân sim mà. Rồi nó sạch nè, sạch chinh, sạch mạng nè. Mobifone nhận. Bấm thử 900 thôi, mình kiểm tra thử coi. Mình để trên tai nghe á, nó không có âm thanh bên loa trong ha. Nhưng mà bật loa ngoài thử coi. Ok, loa ngoài ok. Loa trong không loa trong. Rồi tắt luôn. Bây giờ mình tiến hành mình tháo máy ra luôn, mình kiểm tra cái loa trong mình không, sao nó không nghe. Ở đây có 4 ốc ha, mình dùng vít T5 tháo ra. Anh em nào thích sửa máy, sửa điện thoại di động á, hay là thì cái subscribe kênh của mình á, anh em giao lưu cũng được nha. Nói chung mình
từng làm nhiều công ty sửa điện thoại á, có gì những gì mà mình biết được á mình sẽ hỗ trợ anh em. Rồi kiểm tra nhớ nha, nhiều bạn không quên để ý á, ở đây là có cái thẻ nhớ á, mình bật cái này lên là gãy thẻ nhớ ha, nên kiểm tra quan sát coi nó có thẻ nhớ hay không, mình tháo thẻ nhớ ra, ở đây không có thẻ nhớ rồi, tháo kiểm tra bo khá đẹp. Đây socket màn hình thấm, socket màn hình ra luôn. Đó, màn hình nó dính chùm như đây nè. Mình sửa cái gì đó mình phải kiểm tra bo trước nha, coi bo nó đẹp hay không. Chứ nhiều khi mà các bạn mới vào nghề á, người ta nói loa thì chỉ sửa loa thôi. Mà nhiều khi cái bo của mình á cong vô nước, mình phải báo cho khách trước. Coi nó có vấn đề không? Bo này khá đẹp. Bị loa sẽ có 3 phần ha. Một á là bị dơ tiếp xúc nè, hai là nó bị lỗi trên bo mạch, ba là nó bị nguyên nhân do cái loa này. Thì trước tiên mình làm cái phần giả trước, đó là mình kiểm tra cái loa. Đây mình đo cái tổng trở loa nó thông hay không. Mình chỉ đo diode đi. Đó. Bật thang đo diode ha. Rồi, đo cái loa trước. Nếu cái loa mà không là tổng trở là nó bị đứt, mình đi bật thay cái loa thôi. Đây hai chân loa nè. Rồi, cái này là loa đứt ha. Mình lấy cái loa khác mình thay vô là ok. Không nên tổng trở. Đứt loa nha. Còn đây là chuông. Nó dùng chuông tròn ha, chuông rung là một. Đó. Như chuông ở đây mình đây là 10 ohm, 10 ohm. Còn loa này không ôm bị đứt rồi, tiến hành mình thay loa thôi. Đây lấy lên, nó như cái con Nokia 150 này á, nó bị hư loa trong, mình chỉ cần gỡ ra thôi ha, thay cái loa trong này là xong. Đây là loa trong của nó bị đứt rồi nha. Việc tiếp theo là mình chỉ cần lấy cái loa mình gắn vô. Ở đây mình cũng từng làm bên Nokia bảo hành á, nên mình còn dư nhiều loa này. Cái gì mình thay cho bạn. Loa zin của chính hãng luôn nha, loa tháo máy luôn á. Đây, mình có một cái loa. Thì trước khi thay á mình cũng phải đo tổng trở ha, coi nó có bị đứt hay không. Mình chích vào hai chân loa. Rồi, được 32 ohm ha. Vậy loa này ok. Nó không bị đứt, giống như cái loa đầu tiên. Mình chỉ cần nhét vô đây thôi. Các bạn lưu ý nha, cái nhiều bạn mà quên á, cái chân này nó phải tiếp xúc cái bo mạch ha, nên mình khi mình thay á mình ướm thử bên đây coi. Nếu cái chân này hướng lên á là nó không tiếp xúc, hay nó quá bên đây, bây giờ mình phải hướng xuống cho hai cái chân này tiếp xúc với nhau đây nè, như vậy mới đúng nha. Làm sao cho hai chân của cái loa mới á tiếp xúc với cái phần tiếp xúc trên bo mạch để nó đi vào cái xử lý âm thanh vô CPU á. Rồi mình gắn lại
kịch thử thôi. Trong trường hợp mà cái phần tiếp xúc này á nó dơ hoặc nó ẩm mốc ra ten vô nước gì đó thì mình lấy xăng á với bông gòn á mình vệ sinh lại ha. Nó dơ mình cũng vệ sinh lại luôn nha. Đó, mình lấy ít bông gòn mình chà cho cái tiếp xúc này á nó sáng bóng lại ha, nó không bị đen hoặc là bị dơ á. Nếu giờ là mất tiếp xúc là nó cũng không có âm thanh ra loa luôn nha. Rồi cái phần nào á nó dơ thì mình vệ sinh lại thôi. Đó, vệ sinh tiếp xúc chuông luôn. Như vậy ok. Đây, ướm ngang làm sao cho hai cái chân này nè nó tiếp xúc với hai cái phần tiếp xúc trên bao mạch là xong. Ráp máy vô thử thôi. Nói chung cái thay loa này khá nhanh ha, là một trong những cái bàn dễ nhất của sử điện thoại di động. Ở đây á mình không để trên tay, mình vẫn nghe cái âm thanh loa nè, mở ra ngoài nè. Đó, mình để khoảng cách xa mình mới nghe ha, mà làm như vậy là xong ha. Khá dễ, cái bàn này khá dễ. Thay loa thôi. Video này á mình đã hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra một cái máy Nokia 150 không loa, đồng thời thay thế khá dễ, các bạn có thể tự làm ở nhà được. Còn cái con Nokia 301 á, chỉ gãy chân sạc nè, có gì để video tiếp theo mình hướng dẫn các bạn thay thế luôn. Video này đến được kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Có muốn giao lưu học hỏi thì cứ vào Zalo của mình hoặc là cứ liên hệ trên kênh YouTube á, mình sẽ cho các bạn số điện thoại. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.